Cuối cùng thì cũng đến được đây, tôi quyết định đi vào trong. Đối mặt với những con thú nguy hiểm, tôi cũng đã đến được cái kho hàng. Bật nguồn điện lên và bắt đầu chơi xếp hình. Xong thì chỗ tôi đứng bị nhấn chìm. Và cuối cùng tôi tìm được đường lên. Nhưng tôi lại phải đối mặt với những nguy hiểm khác. Tìm được vài cây dâu. Sửa chữa thành công một ổ điện. Và may mắn là tôi đã lên được mặt đất. Bí ẩn thành phố. Holy moly. Rốt cuộc cũng lên được bề mặt rồi. Giờ không biết làm gì đây thì thấy cái mẫu nốt này qua thử coi xem sao. Ok, thành phố này khá là rộng lớn. Không biết tôi có thể hỏi thăm cái con đó hay không. Ê, tao cần giúp, đúng rồi, tao cần giúp. Oh, what the f... No. Oh, whoosh, go away, come for me, bruh. Oh, moly. Và không may, tôi đã chết. Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn. Holy moly, toàn thật sự. Nói chung là giờ tôi đã hết sắc rồi anh em ạ. Giờ không biết làm sao đây. Cho nên là chơi hát thôi. Cần một vài thứ. Hết chai nước rồi. Thôi toán. Oh my god man. Tôi cần nước đi vô đó mà giờ tôi không có nước ấy. Nói chung là giờ phá đảo game là một sự gì đó thật sự khó. Chúng ta cần thức ăn để chạy vô đó này. Tôi sẽ cất gỗ vô. Tôi cần thức ăn và nước. Tôi chạy vô, tôi sẽ mở cánh cửa đó. Mở cánh cửa này. Mong là mọi thứ sẽ ổn. Vừa mới phát hiện ra là tôi còn 9 cái này. Nên là sẽ nung. Giờ phải lên đó phải mở được cái kia. Tất cả mọi thứ đều là có cái lên kế hoạch hết. Chúng ta cần một vũ khí nào đó mạnh hơn. Có thể giết được bọn kia. Giờ tôi sẽ chạy một cái vèo vô đánh cược coi nó ra sao. Come on. You can do it man. Và thần may mắn đã phù hộ tôi. Lên rồi. Ngon. Nó vẫn còn ở đó. Tôi thử mở cái cửa này ra coi sao. Mở được rồi. Thuyền tôi ở đâu nha? Có vẻ là nó sẽ ở bên hướng nào đó mà tôi vẫn chưa biết anh em ạ. Tôi phải đi kiếm cái thuyền của tôi, nó đang ở đâu phát. Mở hết. Wow. Ray, yep. Thuyền tôi đây. Chúng ta sẽ có gì? Nếu mà tôi thích tiêu diệt được mấy con robot này, tôi sẽ có một vài chứng cứ anh em. Nhưng mà khá là lâu đấy. Chết. Ui. Phải. Yep. Thế à. Cái này tôi có thể đi được vào đây không nhỉ? Cứ lên thử đi. Tôi không có tiện. Thế đi vô đường nào không? Làm sao có thể đi lên được đó nhỉ? Không vô được luôn. Mày. Ui. Mày vừa chào, mày vừa chích điện tao. Là thế nào hả? Mày. Ui. What? Sắp chết rồi. Ui. No. Nhiệt động thế. Đâu? Thuyền tôi đâu nhá. Ôi, tôi vẫn chưa có cái manh mối. Có vẻ là tòa nhà thứ hai nè anh em ạ. Ôi, tôi vô được đây. 6, lên tầng 6 trước cái đã. Cho nên về thuyền chuẩn bị một vài thứ. Tối hôm đó tôi quyết định đi câu cá. 24 hours later. Chúng ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Không dễ bị bắt nạt nữa. Nhưng mà có vẻ là tôi sẽ tìm những tòa nhà theo số thứ tự anh em ạ. Bỏ đi. Không đáng đâu. Thank you. Tôi không mong nó sẽ tỉnh lại. Mày bố láo riết quen. Đây, có vẻ là đây. Đúng một tầng 8 à. Núp. Khoan. Mấy anh kia ra nữa nè. Lúc. Không có. Cửa phòng gì mở hết ra nha. Khám phá từng phòng. Ngon. Đồng xu của Tangora. Ơ, gọi chưa. Đây có đồng xu không? Đây không có đồng xu rồi. Ê, có đồng xu. Ngon. Đây thì chả có gì. Đây là cái ban công. Có vẻ là tôi sẽ đi xuống. Làm sao có thể vô được tòa nhà thứ nhất chứ nhờ. Chắc là phải có một cái đường gì đó mà tôi có thể vô được. Có vẻ là tòa nhà thứ nhất nó bị hư rồi. Cho nên là qua tòa nhà thứ hai thử xem sao. Một lầu duy nhất. Không có con quái vật nào hết. Đâu phòng vệ sinh. Tắm phát đã anh em ạ. Tắm phát. 12 seconds late. Oh my chuối. Safe. Ngon. Có vẻ là nhà ở đây cũng giàu phết. Ai không có thang máy. Số 1 vẫn chưa qua được. Có vẻ là tôi sẽ đi tìm số 4. Số 6 cũng được anh em ạ. Hello, give me this. Thank you, tôi sẽ quét qua. Đâu ai ngu mày quăng đồng tiền vô thùng rác đâu nhỉ? Như tôi nghe tiếng gì thì phải ấy. Nhà vệ sinh nhiều nha. Có vẻ là đây là một cái công ty đấy. Mày bố lão. Ui, tủi tôm ăn tao luôn. Ngon. Ngon. Titanium ore. Wow, cái này có thể cứu sống tôi đấy anh em ạ. Lên tầng 14 xem sao. What the f***, tao đi đường này. Có tap. Ngon. Thêm một cuộn nữa.
giúp solo mày luôn nè con. Nó ra đó được. Hình như nó không thấy tôi. Có vẻ là con này nó không giữ à. Từ từ, quay. Nhả cái key ra, đúng là con trai của ta, hay lắm. Làm thủ tục nhanh gọn lẹ. Con này toang rồi. No. Tôi bị kẹt rồi vai. Hồi quá. No help please, no help here, ok. Một đồng tiền nữa, có vẻ là tôi có thể nhảy qua đó. Ui, để quên nhà rồi. Để tất tần tật ở nhà rồi. Oh shit. No. Ok, tôi sẽ đi qua cái tòa nhà thứ hai. Tape. Ở đây có đồng xu nữa này. Mấy đồ đồ nó. Ai, đây, mấy đồ đồ. Tôi sẽ đổi được hết. Backpack này, tôi có mấy cái nhỉ? Mấy đồng xu, 11 đồng xu. Đấy. Piano hả? I don't need it. Ấy, có thức ăn, có chai nước này. Ok, một bình nước. Mà đây nữa là cái gì nhỉ? Cây à? Cây thì chưa cần thiết. Chanh à? Không cần thiết. Để đổi một cái thức ăn đó ngon ngon. Ok, hết tiền rồi đấy. Ngon đấy. Amazing. Wow, tôi phát hiện cái này bên đây. Tôi có thể dẫn qua được bên đây. Là căn nhà thứ 6. Và từ bên đây tôi sẽ nhảy qua bên đây. Và tôi sẽ thực hiện một cú nhảy rồi là thế kỷ. Ui, thế nào cũng thế kỷ mấy nữa. Tại nó dễ quá anh em ạ. Tại vì tôi vẫn chưa chế tạo được cái... The next day. Tôi đã quay trở lại. Có thể làm được không đây? Come on, có cách nào khác không? Hay là phải bắt buộc phải nhảy qua đó à? Yes. What we gonna do? Oh, tòa nhà này nhiều cây nha. Trong nữa, nhiều nha. Thôi ơi. Nhà gì mà để cây kìa trời. Không hiểu luôn. Không có gì đặc biệt cho nên tôi quay lại hầm. Có vẻ là sẽ quay lại cái phòng landing. Quay lấy nước. Hậu xanh á. Tới rồi. Phòng nào nha. Thấy đúng không? Elevator, có vẻ là phòng này rồi. Làm sao để vô? Chỉnh điện bên đây. Có vẻ là nó mở rồi. Giúp nó đây. Ui, come on. Hên quá. Ui, đồn mắc sai lầm stupid. Nó bên đây. Ui, rồi, không kẹt rồi. Ui, come on, nhảy. Ui, tôi còn bao nhiêu cái tab nha. Đúng 3 cái luôn. Mong là sẽ đủ. Có trái dâu tây này. Hình như nó mở rồi. Ê, hết bị điên giật. Yeah. Yo, baby, let's go. Tôi sẽ tiến tới cái loading bay. Tôi nghĩ là như vậy. Elevator hay loading bay ta? Tôi nghĩ là... Elevator đi. Happy birthday. Oh shit. Mày tiệc chúc mừng mà mày làm gì vậy hả? Biết ăn mừng là gì không hay đánh nhau? Lớn hết rồi. Ý thức xíu đi trời. Rồi, ra rồi. No, don't show me. Vậy là tôi sẽ đi lên lầu theo một cái cửa bể này. Và tôi nhìn thấy một cái dây nào đó. Ok. Chúng ta đã đến tháp lớn rồi. Mày, chuối. Come on, tới tháp lớn rồi. Ngon rồi. Chúng ta sẽ có mấy tầng. Đúng 2 tầng thôi à. Là store. Và mật khẩu là gì? Cảnh đẹp thật sự. Và tôi có thể nhảy lên đây đó này mà. Trước tiên là tôi sẽ giải quyết cái vấn đề cái code này cái đây. Làm sao tôi có thể biết được? Có vẻ là tôi sẽ ấn đây tôi nhấn thử anh em. Nope. 2000 years later. Come on. Lên rồi. Hey. No. Đừng chập. What? Cái gì vậy? Oh my chuối. Nguyên một cái đài chỉ huy nó bung ra luôn đấy. Chúng ta sẽ đi xuống đó thử xem sao. Chuối. Từ từ thôi. Đi là quê ơi. Ôi sao trên nơi này tan nát thế nhờ. Tan nát không kém luôn ấy. Không có gì. Có vẻ là tôi sẽ đi. Đúng là một cuộc hành trình. Hiện giờ tôi đang ở trên đảo. Và có vẻ là... không phải ở đây à. Hết rồi. Amazing. Và thật sự là cuộc hành trình của tôi đến đây đã kết thúc rồi đấy. Và tôi có một vài việc đã làm. Có vẻ là tôi sẽ về thiền. Tôi sẽ đóng đồ ở đây, tôi sẽ nghỉ dưỡng anh em ạ. Tôi sẽ làm một cái gọi là... Cái này đúng không? Cái đồ để đựng khá là lớn đấy. Đấy, ngon chưa? Ngon. Tôi sẽ đặt, đương nhiên là đặt trên đây rồi. Đấy. Wow! Nhiều thật sự. Chết. Chưa chết nữa. Ở đây tôi sẽ có một cái máy gọi là... Có thể tự động tưới. Đấy, thấy chưa?
Được có lắm. Và tiếp theo tôi sẽ đi đâu thì tôi vẫn chưa biết. Có vẻ là tôi sẽ đến đây. Mong ở đây sẽ có những người sống sót giống như tôi. Hẹn gặp lại anh em vào dịp tiếp theo.